Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Vlog Chủ nhật cùng Phong Cận. Let's go. Thật ra là tôi có hứa với anh em là mỗi tuần tôi sẽ ra một video vlog, nhưng mà do mấy lần trước đi Thái Lan cho nên là chưa kịp quay. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay mình đã có vlog mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một đăng ký kênh, và đừng quên hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết hơn nữa nha. Và trước khi vào cái vlog chủ nhật này thì các bạn hãy xem một đoạn vlog ở Thái Lan của mình trước nha. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Thái Lan các bạn ạ. Và bây giờ thì cả team bọn mình đây, Simmy, Sammy cùng với Karen, bọn mình đang cùng nhau đi đến một cái địa điểm này khá là đặc biệt các bạn. Đó chính là một cái căn hầm. Và cái căn hầm này nó đặc biệt ở chỗ nào? Đó chính là full nguyên một căn hầm đó toàn là đồ chơi thôi. Có rất là nhiều những mô hình đẹp, và còn có thêm rất là nhiều những gấu bông xịn sò, kể cả máy chơi game cái kiểu nữa. Một thiên đường dành cho con trai luôn. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến đó để xem thử như thế nào nha. Và mình sẽ quay vlog lại cho các bạn xem. Trước khi vào video này, đừng quên để một like, một share, nhấn đăng ký kênh nữa nha. Còn bây giờ thì vậy thôi. Let's go. Ok Manny, và hiện tại mình đã tới nơi rồi đây. Và bây giờ tôi sẽ cho anh em biết thế nào là thiên đường dành cho con trai nha. Đi theo tôi nào, let's go. Đằng sau lưng của tôi là Sim với Sam. Hôm nay Sim với Sam cũng đến đây để hốt một đống đồ chơi đem về các bạn ạ. Đấy, cinnamon cái kiểu á. Còn Sam là Sam mua cái gì Sam? Sao không biết hả? Sao thấy gì mua đó hả? Wow, đây vừa mới vô là anh em đã thấy là sau lưng của tôi nè, rất là nhiều đồ chơi luôn, toàn là tủ đồ chơi thôi. Ở bên đây có Nintendo nè, tôi có nên mua một cái không ta? Cái khu hầm đồ chơi này của chúng ta nó có tận 3 tầng lận mấy bạn. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở bên dưới tầng 1. Mình sẽ đi vòng vòng hết tầng 1, mình quay cho các bạn xem. Sau đó chúng ta sẽ lên tầng 2 và tầng 3 nha. Ở trong đây đa phần là mô hình là nhiều các bạn ạ. Mình thấy trong đây nha, là mỗi cái chỗ nó sẽ có những cái mô hình khác nhau. Ví dụ như cái chỗ này là mô hình dành cho xe hơi nè. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là mô hình dành cho xe hơi đó, nguyên một cái shop bán mô hình dành cho xe hơi luôn. Còn bạn nào mà thích One Piece á thì cũng sẽ có mô hình chuyên về One Piece luôn nha. Đó, rất là nhiều luôn. Tôi chỉ đang quay một cái tủ thôi, chứ thật ra bên đây còn một đống nữa nè các bạn. Bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ lên thử trên tầng 2 để quay trên tầng 2 cho các bạn xem nha. Bởi vì ngày hôm nay là bữa cuối đi chơi xong là bọn mình cũng sẽ ra máy bay để về luôn. Cho nên là bọn mình đi hơi sớm mấy bạn, có nhiều gian hàng vẫn còn chưa mở cửa. Đây rồi, trời ơi, bữa giờ tôi đi vòng vòng để tìm mấy cái mô hình này nè bạn, mô hình Iron Man. Như bạn cũng biết thì ở nhà của mình nó có hai cái tượng Iron Man ở nhà rồi, và tôi cũng đang tính mua thêm, nhưng mà Sammy la tôi, Sammy bảo là mua chi nhiều vậy, nên là thôi. Chắc là hẹn gặp lại các bạn lần sau vậy, mình sẽ đi mua mấy cái tượng khác. Mấy bạn thấy ở bên kia có gì không? Ở trên đó chính là tượng của Iron Man đó các bạn. Ở nhà mình cũng có con tượng to cỡ đó luôn các bạn nhớ không? Và đặc biệt hơn nữa, nếu như mà ông nào cũng mê robot giống như tôi nha, là bất cứ loại robot nào tôi cũng mê đó, Gundam nè, Iron Man nè, hay là Transformer, tất cả những loại robot tôi đều mê hết. Thì đây, xin giới thiệu các bạn, sau lưng của mình chính là một cái tủ trưng rất là nhiều những con Gundam luôn các bạn ơi. Đó, kiểu này mà tôi đưa mấy ông anh của tôi qua đây là thế nào ông cũng hốt hết một đống đem về luôn nè. Trời ơi, có con này cầm súng trông ngầu thực sự. Tôi có nên mua con này không ta? Ui, con màu trắng này cũng ngầu ác luôn nè. Wow, trời ơi, con màu đỏ bên đây là Samurai. Tôi mà nghĩ mà tôi có ba con xanh trắng đỏ này trưng trên bàn thì thôi luôn á trời. Trời ơi, con màu vàng đằng sau chắc kiểu gọi là vua chúa. Trời ơi, nó ngầu kìa trời. Cái này là nguyên một cái căn cứ của Gundam luôn nè các bạn. Đó, nguyên một cái căn cứ luôn nha. Người ta có bán nguyên cái hộp như thế này luôn nè, đầy đủ Gundam bên trong luôn. Ồ, có cả đèn led nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên tầng 3 nha các bạn nha. Để lên tầng 3 coi trên tầng 3 sẽ có gì nha. Ở trên tầng 3 này thì hình như là người ta vẫn chưa mở cửa hết các bạn ạ. Bởi vì bọn mình đi sớm quá cho nên vẫn còn chưa có nhiều gian hàng mở cửa. Trời ơi, ở trong đây có con heo dễ thương quá vậy. Cute thật sự. Nhưng mà shop chưa mở cửa cho nên chưa mua được. Thôi từ nãy giờ tôi thấy là tôi đi vòng vòng tôi xem cũng nhiều rồi. Tôi nghĩ là chắc bây giờ tôi sẽ đi tôi chốt một con nào đó để mua đem về nhà mới được. Nếu như bạn nào vẫn chưa hình dung được rằng là cái chỗ này nó nhìn như thế nào, thì đây các bạn có thể nhìn thấy nè. Thì ở chỗ này thì người ta sẽ xếp đồ chơi theo kiểu những cái gian hàng như thế này đó các bạn. Có bạn nào đã từng đi chợ đêm bao giờ chưa? Nếu như các bạn đã từng đi chợ đêm rồi thì chắc các bạn cũng biết là khi các bạn đi xung quanh thì sẽ có rất là nhiều những cái đồ xung quanh để cho các bạn có thể ngắm. Đó, mình đi lỡ hai bên của mình toàn là mô hình đồ không nè. Rất là nhiều luôn. Đây nè, đi mãi không hết luôn á. Bạn, anh Phong Cận có đẹp trai không? Có đẹp trai là có đẹp trai. Anh Phong Cận có tuyệt vời không? Có tuyệt vời là có tuyệt vời. Mấy con này nó lắc dễ sợ. Wow, ở đây có nguyên cái tủ to đùng đựng rất là nhiều Beric luôn nè các bạn.
À, rất là nhiều luôn nha. Ở chỗ này mình mới vừa phát hiện ra một cái shop khá là đặc biệt. Shop này thì chắc là chuyên bán những cái mô hình liên quan đến những nhân vật kinh dị ở trong phim á bạn, hoặc ở trong game đó. Ví dụ như ở đây, các bạn có thể thấy sau lưng của mình đó chính là Pennywise. Ông hời này ở nhà tôi cũng thích lắm đó. Ơi mấy bạn, ở đây mình thấy có một cái tượng Pennywise ông hời nhỏ nhỏ nè, bạn lắc lư nè, hay là mình mua cái tượng này nha. Mình thấy tượng này cũng đẹp đó, mà giá cũng rẻ nữa, chỉ có 800 bạc thôi. Mình mới vừa chốt cái tượng của Pennywise các bạn à, và bạn nhân viên đang lấy giúp mình cái tượng mới ra luôn. Wow, rất là đẹp nha mấy ní. Cái con này là con gì mà sao nhìn nó giống tôi quá vậy? Nhìn nó y chang tôi vậy. Nó mặc cái màu áo giống tôi. Ok các bạn, và hiện tại thì mình mới vừa tìm được một cái chỗ này mình nghĩ là mình mua được nè. Đây, ở chỗ này có rất là nhiều những cái mô hình của những nhân vật ở trong anime luôn. Ví dụ như là One Piece nữa bạn. Người ta bán combo một bịch như thế này, gọi là đầy đủ các nhân vật trong One Piece luôn. Hoặc là chúng ta sẽ có ở đây là Eren ở trong Attack on Titan. Đó, mà để trong bọc các bạn hơi khó thấy xíu. Tôi nghĩ là tôi sẽ mua nhân vật này ở trong Toy Story các bạn à. Tại vì là nhân vật này khá là nổi tiếng, và đặc biệt hơn nữa là cũng là tuổi thơ của tôi luôn. Và đặc biệt hơn nữa là nhìn nó y hệt như trong phim luôn, kích thước độ kiểu cũng rất là to, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chốt cái này. Và đặc biệt hơn nữa, có cái này cực kỳ giống phim hoạt hình nè, là đằng sau lưng của nó sẽ có một cọng dây, chúng ta cần kéo cọng dây này thì cái con nhân vật trong đây nó sẽ nói chuyện các bạn ạ. Wow, xịn nha. Mình đã có rồi thì Sammy cũng phải có. Mình sẽ mua thêm một nhân vật nữa để tặng cho Sammy luôn. Yes, mình sẽ mua hai con này. Hình như là hai con này sẽ có giá là khoảng 2.500 bạc, 2.500 bạc. Chấp bay Luffy. Và vừa rồi chính là vlog Thái Lan của mình. Thì như bạn thấy đó, đợt vừa rồi thì mình với lại mọi người có ghé qua bên một cái chợ đồ chơi, có bán rất là nhiều đồ chơi và mô hình đẹp luôn. Và sau lưng của mình nè, đấy bạn thấy không, đây chính là đống mô hình của mình đó. Bây giờ mình sẽ review cho bạn đống mô hình này nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu review cho bạn coi về những món đồ chơi mô hình mà mình đã mua được ở tại Thái Lan nha. Thì đây, như bạn thấy, rất là nhiều mô hình luôn. Đầu tiên là phải nói đến đó chính là con chúa hời IT mà tôi đã mua ở bên Thái Lan. Cái con này thì tôi quyết định là tôi sẽ để nó ở trong hộp luôn bạn ơi. Tại vì để nó trong hộp nhìn nó sẽ ngợi hơn á bạn, chứ lấy ra ngoài hộp thì nhìn nó sẽ khá là bình thường đó. Cho nên trưng trong hộp sẽ đẹp hơn. Ở bên này thì mình sẽ có thêm một dàn Pikachu các bạn ạ. Pikachu Nezuko nè đó. Trời, rất là nhiều luôn đó. Tôi là một fan của Pikachu luôn, tại lúc nhỏ cực kỳ thích luôn, cho nên là bây giờ tôi mua một dàn riêng dành cho Pikachu. Còn ở bên này thì sẽ là Pokemon. Ở đây là những con Pokemon ở trong phim nè các bạn. Đó. Còn bên dưới này sẽ là ba nhân vật chính ở trong phim Pokemon. Thì nhân vật này với nhân vật nữ này thì tôi biết, còn nhân vật nam bên này, tóc màu nâu bên này thì tôi không rành lắm mấy bạn à. Chắc là cái thời mà tôi xem á là nó vẫn chưa có nhân vật tóc nâu này, cho nên là tôi không biết nhân vật này là nhân vật nào hết. Các bạn nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nhân vật này là nhân vật nào nha. Ok, chứ tôi chịu. Rồi, ở bên đây thì chúng ta sẽ có một dàn Tom và Jerry mấy bạn ạ. Nói chung là tôi qua tôi thấy tuổi thơ của tôi là tôi sẽ mua thôi. Tom Jerry thì chắc là tuổi thơ của nhiều bạn lắm đúng không? Đó, bên đây là một con Beric hình mèo Tom nè. Bên đây sẽ là một dàn những con mô hình chuột Jerry nữa bạn, cực kỳ đáng yêu luôn. Còn ở bên đây sẽ là hai con búp bê cao bồi, một nhân vật nam và một nhân vật nữ đó. Mới đầu là tôi tính tặng cho Sam, nhưng mà Sam kêu là cái con này nó cứ nhìn chằm chằm vậy, cho nên Sam sợ quá, Sam kêu là để bên phòng tôi luôn đi. Ok, đấy. Và ở bên này tôi sẽ có thêm tượng của Joker nữa nha. Đó, tôi cực kỳ thích Joker luôn, cho nên tôi mua Joker. Đấy, bên dưới này cũng có một con dễ thương không. Đấy, bên này thì sẽ là hai con Pikachu với lại là hai con mèo. Đây là bé Cam nữa bạn, còn đây là bé Bông nè. Tôi mua tại vì tôi nhớ hai đứa nó quá. Và ở bên dưới này thì tôi sẽ có một con chó robot của tôi, mấy bạn cũng biết rồi đúng không, tôi để này tôi chưng luôn. Máy chơi game của tôi nè, rồi thêm một bản dịch mà mình đã được một bạn fan tặng ở trong một video trước. Còn bên này chính là dàn gấu bông của tôi. Còn ở trên đây thì chúng ta sẽ có một cái hồ cá. Cái này là hồ cá giả nha bạn, nhưng mà mấy con cá bên trong nó bơi được thiệt luôn kìa, bạn thấy không, nó bơi kìa. Nhìn cực kỳ đẹp luôn đó. Nói chung là đây là một cái tủ mô hình mới của tôi, mấy bạn thấy xịn sò không. Ok, và đó chính là những con mô hình mà mình đã mua được ở bên Thái Lan đó các bạn. Thì các bạn có thể thấy là phòng của mình hiện tại đó có rất là nhiều mô hình luôn, cực kỳ nhiều luôn nha các bạn nha. Bạn thấy phòng tôi đẹp không, bạn nào chấm điểm cho phòng của tôi đi, coi phòng của tôi được bao nhiêu điểm trong mắt của mấy bạn.
bạn nha, các bạn nhớ chấm điểm bên dưới nha. Thì nói chung là phòng của tôi thì bạn thấy đẹp vậy đó, nhưng mà phòng của Sam thì khác các bạn à. Sammy là con gái nhưng mà Sammy lại không thích trang trí phòng mấy bạn ơi. Phòng của Sam á toàn là đồ màu xám, cái kiểu mà bước vô nhìn nó âm u, nhìn nó hơi chán. Ừ đó, cho nên là bây giờ tôi đang suy nghĩ một điều rằng là hôm nay là ngày chủ nhật, hay là mình sẽ thử làm một cái video trang trí phòng cho Sammy nha. Sẵn là làm một cái món quà tặng cho Sam luôn, đúng không các bạn? Đó, cho nên là bây giờ tôi sẽ trang trí phòng cho Sammy vào ngày chủ nhật này nha, để làm quà tặng cho Sam luôn, ok? Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go! Rồi, ok, đây, xin giới thiệu với anh em. Các bạn nhìn thấy sau lưng của tôi không? Đây chính là phòng của Sammy. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng là trời ơi, chị Sammy là con gái mà tại sao lại bừa bộn vậy phải không? Nhưng mà không đâu bạn. Thật ra là do lần trước bọn mình đi Thái Lan về nhà bọn mình chưa kịp dọn nhà, với lại một phần nữa là do cái ông này nè, đây cái ông đậu thúi này nè, ông quậy thì thôi rồi luôn á, ông cắn phá cái phòng của Sam banh chành luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bước đầu tiên, đó chính là dọn dẹp sạch sẽ cái phòng này nha. Trời ơi, nó đái. Trời ơi, con đậu nó mới đái một bãi. Trời ơi, trời. Đậu mập. Hay, trời ơi, từ lúc nuôi con đậu đến giờ chỉ thấy nó ăn rồi sau đó nó ị ở trong nhà thôi, không giúp được cái gì hết trơn á. Trời ơi là trời. Đi ra đậu ơi, để ba lau nước tiểu nè. Trời ơi là trời, đậu ơi là đậu. Mình đang dọn phòng cho Sam thì mình tìm được một cái miếng phô mai con bò cười. Đây là cái món mà đậu rất là thích cho mình sẽ cho đậu ăn. Đậu mập lại đây, ba cho ăn phô mai con bò cười nè. Đậu thích cái này lắm, trời ơi thấy là thích liền. Qua đây ngon lắm á nha, ngon lắm á nhờ, ngon chưa? nhảy lên đúng rồi ấy. Từ từ thôi ăn nhanh với mắc nghẹn đó. Từ từ thôi Trời ơi mày thấy ham ăn dữ chưa đó, thích phô mai con bò cười lắm. Trời ơi ngon, ngon quá. Liếm sạch sẽ, liếm cái tay tôi luôn. Trời ơi nó đái thêm một bãi nữa rồi. Con đậu đây. Đi ra ngoài đây. Lightstick Collecting nè bạn. Đây là hai cái tượng con mèo mà lần trước tôi với Sammy đi tô tượng với nhau nè, bạn nhớ không? Còn đây chính là bó hoa và chú heo bằng gấu bông mà tôi đã tặng cho Sam. Cái này là một cái chén hình con cá mập đang hả miệng các bạn. Nhìn cua te thật sự. Trời ơi mệt quá các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã dọn xong cái phòng của Sam rồi nha. Như các bạn đang thấy đằng sau lưng của mình nè. Đó, thì mọi thứ ở xung quanh đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ và gọn gàng rồi. Nói chung là cũng là mấy món đồ cũ trong phòng Sam mình gom lại, sau đó mình phân ra từng chỗ cho nó gọn gàng thôi, chứ cũng không có gì nhiều hết trơn á. Và để cho phòng của Sam đẹp hơn nữa thì mình đã đặt rất là nhiều những cái đồ trang trí để có thể về trang trí phòng cho Sammy. Hy vọng rằng là Sam sẽ thích các bạn ạ. Ok 500 anh em, hiện tại bây giờ đang là khoảng 8 giờ tối các bạn ạ. Mà Sammy vẫn chưa về nữa, tôi đang đợi Sam từ sáng đến giờ luôn á mấy bạn nhìn nè. Đây, ở ngoài cửa sổ nè, trời tối thui luôn rồi nhưng mà Sam với Sim vẫn chưa về nữa. Tại vì là hôm nay Simmy với lại Sammy là đang có một cái buổi chụp ảnh để quảng cáo cho một cái ba lô mới ở shop Hero các bạn. Cho nên đến tận bây giờ mọi người vẫn chưa về nữa. Ok, thì trước khi Sammy về thì mình sẽ cho các bạn xem qua lại cái phòng của Sam sau khi đã được mình trang trí nha. Đây, đầu tiên là phải nói đến cái khu này. Mình đã đặt mua thêm hai cái kệ nữa để có thể xếp gấu bông của Sam lên nhiều hơn, nhìn sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Từ bây giờ các bạn xem video của Sam thì các bạn sẽ thấy cái kệ này đằng sau lưng nè. Ở đây mình có một cái remote, khi mà bấm cái này lên thì nó sẽ ra một cái đèn led ở phía sau. Đèn led màu tím, màu của Sam rất là thích luôn. Sam là Sam thích mấy kiểu màu tím nè, màu hồng nè, mấy cái màu kiểu dịu dịu các bạn. Đó. Nói chung là mọi thứ trong phòng hiện tại đang khá là ngăn nắp, sạch sẽ và đã được trang trí lại cực kỳ đẹp luôn rồi. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cái ba lô của Sammy sẽ bán sắp tới nè các bạn. Một cái ba lô có hình của Sam rất là dễ thương luôn, và một cái túi, cái này là túi vải có hình của Sammy nè các bạn. Đó, cực kỳ đáng yêu luôn và sắp tới sẽ bán tại shop Hero nha.
Hey, nhưng mà bây giờ không biết Sammy khi nào mới về nữa, cho nên là mình sẽ tạm dừng video ở đây. Khi nào Sam về chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Ok. Rồi, ok 500 anh em, mình sẽ để cái cam của mình ở chỗ này nha. Đó, thì mình sẽ núp vào trong đây. Mình sẽ núp vào đây như thế này, và khi Sammy mở cửa bước vào, Sammy sẽ cực kỳ bất ngờ luôn với căn phòng mới của Sam. Đấy. Và ở cuối video mình còn thêm một món quà tặng cho Sam nữa. Các bạn hãy nhớ xem hết video để biết món quà là gì nha. Ok. Và bây giờ thì chắc là Sam chuẩn bị lên nữa, cho nên là tôi núp nha. Đâu rồi? Wow. Oh my god! Ủa mấy bọn không sao lại vậy hả? Ủa sao con cam không đây vậy? Oh. Oh. Bất ngờ chưa? Đó là... Đẹp chứ hả? Đẹp không? Đẹp không? Sammy bước vô, Sammy hả miệng. Bất ngờ luôn. Sao? Bất ngờ chưa? Oh my god! Cái gì đây? Trời ơi! Trời. Ê, đẹp quá vợ, nhìn nè, có nguyên con ngựa đây luôn. Ở chỗ này là Phong biết Sam thích màu hồng, cho nên là Phong quyết định là trang trí một cái tấm rèm màu hồng đó, để ở đây cho Sam, cho nó đỡ trống đó. Có hoa nữa nè, nhìn xịn chưa. Ê, có hồng nè, biết thích màu hồng, hoa hồng với tôi nè. Đẹp không, đẹp không? Khoan, từ từ, chưa hết cho Sam, để xíu, để xíu. Đẹp chưa? Đúng rồi, có đèn led nè đó, đẹp chưa? Trời ơi, con cần nè. Trời ơi, đẹp quá đúng không? Rồi, mơi liền, mơi liền. Trời ơi. Sammy chấm cho Phong được mấy điểm sau khi làm xong cái phòng cho Sam nè? Cái phòng này là nhìn ra 10 điểm nha, tại vì mình có trang trí như thế này. Đẹp không? Thứ nhất là có màu sắc nè, thứ hai có hoa nè, hoa thì thích nữa. Đó là mấy kệ này như mua nhiều hơn đúng không? Đúng rồi, mấy kệ này là Phong mua mấy trăm ngàn lần đó, đắt tiền lắm đó. Để bỏ nè, bỏ đồ đó kiểu nè. Trời trời. Đẹp nó dễ sợ luôn. Còn trang trí đây với tôi luôn hả? À có cây nữa. Cây. Trang trí thêm cây nữa thấy không? Nè, trời ơi. Ê nhìn dễ thương quá giờ, nhìn nè. Chỗ này ngồi là nhìn nó là nhìn nó cạnh đó chưa? Cạnh cây rồi đó thấy chưa? Nhìn đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Trời ơi, sao mấy lúc nào chẳng đẹp. Trời ơi trời. Ủa có cái cây toilet nữa. Đúng rồi, phải có cái cây ở chỗ này ở ngay cửa toilet chứ. Cho nó có sức sống luôn chứ, phòng tôi nhìn nó hơi âm trì địa ngục đúng không? Đó, trời ơi. Chưa, khoan đã, từ từ, Sammy chưa gì mà Sammy đã bất ngờ vậy rồi. Ủa? Vẫn còn một món quà dành cho Sam nữa. Ủa này chứ đủ bất ngờ. Chưa, đẹp vẫn còn một món quà nữa, để Phong xíu, để Phong xíu. Đây, đây nè. Ông tặng gì, chai ấm nước gì đây nè, đúng không? Gì mà ấm nước, mà nội ai tặng ấm nước. Cái này là phần quà mình tặng cho Sam đó bạn, để Sam mở thử coi nó là gì nha. Rồi, bây giờ bóc quà nha, quà này là trang trí không đẹp nha. Không có được tinh tế. Trời ơi, tại vì quà này nó to quá cho nên người ta phải đựng ở trong thùng giấy vậy nè. Chứ làm gì có hộp nào đựng dừa, đúng không? Là bự lắm đúng không? Đúng rồi, bự lắm rồi, để con cầm lên tôi cho Sam. Tôi đoán trong này chắc chắn là một cái gì đó dễ thương nè. Đúng rồi nha, mà mềm nè, cái gì mềm ấy nè, cái gì vậy ta, cái gì đây, cái gì mềm, giật cứng quá vậy, ai à, cái gì mềm quá vậy, mở mắt ra rồi, cái gì vậy, dễ thương quá vậy, đây là con gì đây, con chuột, chít chít, đó là con chuột hamster, đó chuột hamster, con nữa, sao đi mở thêm đây, sao toàn cái mông không vậy, từ giật cái mông ra nè, ok, cái mông thứ hai là ai đây, cái mông thứ hai, cũng là con chuột hamster, dễ thương, con này ôm nó hơi bị đã luôn nha, trang trí đẹp nha. Rồi. Rồi còn cái mông, còn cái mông, trời ơi, không biết. Cái mông theo là của con gì đây? Con này con gì vậy kìa? Ố, con ngựa gọi là cầu vồng các bạn ơi nè. Wow, đẹp quá à. Rồi, ok. Tiếp theo, cái mông gì đây? Trời ơi. Trời ơi, con hamster béo, bé bự. Đẹp chưa? Ê, cái này cái đồ trăng hay sao bạn? Trăng á. Rồi, không chỉ vậy, chúng ta còn có thêm một con hamster màu hồng nữa. Rồi, bây giờ tổng hợp lại, lật lại làm cái bàn. Đó, rồi. Okay. Đây, tổng hợp nha. Một con hamster, hai con hamster, ba con ngựa, rồi, bốn con chuột, năm con chuột. Đó, trời ơi, quá trời quà luôn, nhìn nè. Một núi có bông núi mà. Sammy biết tại sao Phong lại mua nhiều có bông gì không? Sao vậy? Để Sammy trang trí phòng cho đẹp hơn. Chứ phòng của Sam nhìn giống gọi là căn nhà kinh dị trong mấy phim kinh dị quá. Đó cho nên là Phong quyết định là mua gấu bông về cho Sam trang trí phòng cho một nó dễ thương hơn. Gấu bông luôn nè. Ok 500
anh em, thì tiết mục tặng quà vừa rồi của mình cũng coi như là đã kết thúc một video chủ nhật cùng Phong Cận tập 2 nha các bạn nha. Đó thì Sammy đánh giá Phong bạn trai của Sam được nhiêu điểm nè? 10 điểm, tinh tế, dễ thương, dịu dàng, đáng yêu đó. Ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay thì mình đã có thể cho mấy bạn xem được phòng của mình nè, cho mấy bạn xem được gọi là video mình đi Thái Lan mua đồ chơi như thế nào nè, và cả video trang trí phòng của Sammy nữa. Thì bạn thấy vlog ngày chủ nhật này của mình có vui hay không thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha, để có thể tạo động lực để tôi có thể làm những video mới đó nha. Ok, còn bây giờ thì bye. See ya, tạm biệt mọi người.